Thưa quý vị, liên hoan phụ trách đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ lần thứ 7 năm 2020 đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 9 năm 2020 với những nội dung hoạt động sôi nổi nhiều ý nghĩa. Thông qua các hoạt động giao lưu, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, hoạt động an sinh xã hội và trải nghiệm thực tế của liên hoan tại thành phố Hồ Chí Minh, các phụ trách đội cụm miền Đông Nam Bộ đã thu hoạch thêm cho bản thân những mô hình, cách làm, có thêm những người đồng nghiệp cùng chắp cánh cho những mầm non tương lai của đất nước. Tham gia liên hoan năm nay có sự tham gia của 209 đại biểu đến từ 7 tỉnh thành đoàn thuộc cụm miền Đông Nam Bộ, gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Đây đều là những tấm gương điển hình trong công tác đội và phong trào thiếu nhi, là những phụ trách đội sáng tạo, tài năng, nhiệt huyết, tận tâm với nghề, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục rèn luyện, chắp cánh cho những ước mơ của mầm non tương lai đất nước. Tại lễ dân hoa, báo công và khai mạc liên hoan phụ trách đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ lần thứ 7 năm 2020 tại khuôn viên tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi tại nhà thiếu nhi thành phố, Hội đồng đội Trung ương đã trao bằng khen cho 174 đại biểu phụ trách đội giỏi tiêu biểu cụm miền Đông Nam Bộ lần thứ 7 năm 2020. Các đại biểu đã cùng nhau tham gia chương trình tuyên dương phụ trách đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ lần thứ 7 năm 2020 với chủ đề Khăn hồng tình bạn, thắm sát vì đàn em tại hội trường nhà thiếu nhi thành phố. Trong chương trình, các đại biểu đã lắng nghe những chia sẻ của những thầy cô giáo là tổng phụ trách đội các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Dù đã gắn bó nhiều năm hay chỉ mới bước vào nghề, thì các thầy cô giáo là tổng phụ trách đội đều mang tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, sự phấn đấu bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn để dìu dắt các thế hệ đàn em thân yêu, góp phần hình thành nhân cách và những giá trị tốt đẹp cho thế hệ măng non đất nước, giúp các em rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Năm 2020, có 35 phụ trách đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ được tuyên dương. Đây đều là những tấm gương điển hình trong công tác đội và phong trào thiếu nhi, là những phụ trách đội sáng tạo, tài năng, nhiệt huyết, tận tâm với nghề, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của liên hoan là những hoạt động trải nghiệm, thi kỹ năng, hoạt động an sinh xã hội được thiết kế dành riêng cho các tổng phụ trách đội, như tham quan nhà trưng bày tác hại của ma túy tại nhà trưng bày tác hại của ma túy, nhà văn hóa thanh niên, sinh hoạt chuyên đề lao động của tổng phụ trách đội trong chương trình giáo dục phổ thông mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đội và phong trào thiếu nhi. Tham gia các hoạt động an sinh xã hội và các hoạt động tham quan trải nghiệm trên địa bàn huyện Cần Giờ, giao lưu các kỹ năng dựng lều tốc độ, mật thư, quản trò, nghi thức, mọt, semaphore, nút dây ứng dụng, khiêu vũ và hát các ca khúc thiếu nhi. Các hoạt động đã góp phần xây dựng không gian giao lưu, tinh thần đoàn kết, giới thiệu, chia sẻ những mô hình, giải pháp, cách làm hay trong hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi giữa hội đồng đội các tỉnh thành phố, các tổng phụ trách đội giỏi tiêu biểu cụm miền Đông Nam Bộ. Để các em học sinh yêu thích các hoạt động phong trào đội thì tất cả những hoạt động phong trào đội trong nhà trường cần phải xuất phát từ cái nhu cầu thực tế cũng như là từ cái mong muốn của các em. Và trong quá trình mình tổ chức các hoạt động như vậy thì các em không chỉ là người tham gia mà các em còn là những người có thể được trải nghiệm, được trực tiếp làm ra những cái sản phẩm, đóng góp vào những cái hoạt động như vậy thì sẽ giúp cho các em học sinh yêu thích hơn các hoạt động phong trào đội. Được tham gia liên hoan thì bản thân cảm thấy rất là tự hào, bởi vì mình có thể được giao lưu với tất cả các bạn giáo viên tổng phụ trách đội đến từ 6 tỉnh thành còn lại. Qua đây thì mình cũng học tập được rất là nhiều mô hình, giải pháp có thể áp dụng tại liên đội, giúp cho các em học sinh có thêm nhiều cái sân chơi bổ ích. Để các em đội viên trong liên đội mà yêu thích công tác đội thì thứ nhất, đầu tiên phải đánh vào tâm lý của các em. Các em do đặc thù của liên đội mình là tiểu học nên khi tổ chức các hoạt động mình luôn có những cái món quà nho nhỏ, tại vì các em tiểu học rất là thích và các hoạt động luôn luôn phải đổi mới, sáng tạo thì mới thu hút được các em. Năm nay tham gia liên hoan thì mình thấy là có nhiều cái hoạt động rất là thiết thực và bổ ích, có những cái hoạt động khiến cho tổng phụ trách có thể tham gia được trải nghiệm và có những cái hoạt động thì xã hội thấy rất là ý nghĩa. Đến với liên hoan tổng phụ trách đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ lần thứ 7 năm 2020 thì mình nhận định là năm nay đơn vị đăng cai, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh đã có một sự chuẩn bị rất là chu đáo, được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và ban tổ chức liên hoan cũng đã rất là tâm huyết đi tổ chức một cái chương trình như thế này.
Và trong cái hoạt động năm nay thì mình cảm thấy rất là ý nghĩa, rất là tâm đắc. Hoạt động đảm bảo tính vừa phải và rèn luyện được rất là nhiều kỹ năng cho các anh em làm công việc là tổng trách ở các trường học. Thì thông qua cái hoạt động này thì chắc chắn là tất cả các anh em được giao lưu học hỏi từ các bạn bè, đồng nghiệp trên các cái tỉnh miền Đông của chúng ta. Và sau hoạt động này thì chắc chắn là tất cả các tổng phụ trách trở về đơn vị của mình sẽ có những cái thay đổi về nội dung và phương thức hoạt động, từ đó ứng dụng trong cái hoạt động nhiệm vụ của mình để đưa phong trào đội ngày càng vững mạnh và đi lên. Thông qua các hoạt động giao lưu, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, hoạt động an sinh xã hội và trải nghiệm thực tế trong thời gian diễn ra liên hoan tại thành phố Hồ Chí Minh, các thầy cô phụ trách đội có thể thu hoạch thêm cho bản thân những mô hình cách làm, có thêm những người đồng chí, thêm nhiều kỷ niệm đẹp về một thành phố Hồ Chí Minh năng động, trẻ trung, luôn đón chào các bạn bằng niềm hân hoan và lòng hiếu khách.